Hài hước chuyện phong bạt trong giới showbiz, người học làm sang, người khoác vai phú nhị đại dởm. Bạn gái Huỳnh Hiểu Minh bị đào lại quá khứ tốt nghiệp lớp học thượng lưu để lấy chồng giàu. Livestream nhõng nhẽo với chồng cũ Angela Baby, một cuộc điện thoại 8 lần nói yêu anh. Anh. Là sao vậy mọi người? Bạn thân bạch lộc với cú twist không thể bất ngờ hơn khi lộ ra gia thế dởm. Phú nhị đại nhưng bảo bạn gái không trượt phát nào, xứng danh cha nam khi bị hai cô bạn gái hợp lực bóc phốt. Phong bạt ở đâu cũng có, chỉ là mỗi nơi mỗi khác. Như showbiz hoa ngữ thì hai cái tên được cho là phong bạt nhất thời điểm hiện tại có Diệp Kha và Tần Tiêu Hiền. Một người là Phú nhị đại, một người là bạn gái của Huỳnh Hiểu Minh. Cả hai đều khiến người ta phải ngạc nhiên bởi sự phong bạt của mình. Chính thức công khai là bạn gái của Huỳnh Hiểu Minh, Diệp Kha thời gian này nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng xứ Trung. Cô nàng lẽ ra phải nhận được nhiều lời chúc mừng vì có được mối tình với một trong những mỹ nam giàu có, nổi tiếng của showbiz hoa ngữ, nhưng không. Đa số lại là lời mỉa mai, đào bới quá khứ tới từ cư dân mạng. Diệp Kha trước đó được cho là thường xuyên flex sự sang chảnh của mình. Cũng chính vì màn khoe khoang chiếc nhẫn kim cương lên mạng xã hội mà Huỳnh Hiểu Minh vấp phải nhiều ồn ào, để rồi sau đó phải công khai chuyện hẹn hò. Chiếc nhẫn kim cương mà Diệp Kha chia sẻ khiến nhiều người tưởng cô đã được cầu hôn, nhưng phía Huỳnh giáo chủ phủ nhận và chỉ xác nhận cả hai đang hẹn hò. Trong những bàn luận mới nhất, cư dân mạng đào ra được việc Diệp Kha từng tham gia lớp học đào tạo danh viện và đã tốt nghiệp. Nôm na khi tham gia lớp này sẽ học theo giới thượng lưu, được dạy cầm kỳ thi họa, rồi cùng nhau đóng tiền để thuê các món đồ hàng hiệu, xe sang và thay phiên sau sử dụng hoặc check-in để xây profile lấy chồng giàu. Diệp Kha cũng bị phát hiện từng chụp hình sống ảo với một chiếc siêu xe, nhưng thực tế lại không phải của cô nàng. Hay trong một đoạn video, cô cũng được cho là cố ra dáng sang chảnh khi ăn bánh. Và hình ảnh này sau đó được netizen bắt chước lại khá nhiều trên Douyin, cốt là để cà khịa Diệp Kha và những cô gái thích làm màu. Sau loạt bàn tán về lớp học danh viện, Diệp Kha tiếp tục bị chê trách khi có màn livestream gọi điện thoại cho Huỳnh Hiểu Minh. Giọng điệu nhõng nhẽo, một cuộc gọi 8 lần nói yêu anh với Huỳnh giáo chủ thật khiến người nghe phải sờn hết da gà. Cũng từ đây, dân tình lại đưa Diệp Kha lên tầm cao mới khi đưa phong cách gọi điện cho người yêu này vào để sử dụng, cho rằng các cô gái muốn cưa cẩm được trai giàu thì nên học hỏi. Câu chuyện phong bạt làm màu của Diệp Kha chưa dứt, thì cư dân mạng xứ Trung được phen ngỡ ngàng khi biết sự thật về phú nhị đại Tần Tiêu Hiền. Bạn thân của Bạch Lộc được cho là có gia thế giàu có, là phú nhị đại của showbiz nên tham gia làng giải trí chỉ như cuộc dạo chơi. Ấy thế mà giờ đây, anh chàng này bị hai cô người yêu cùng lúc lên bóc phốt, cho biết từ tiền ăn tiền mặc đến tiền thuê phòng đều là của bạn gái. Thậm chí, Tần Tiêu Hiền buôn bán sản phẩm chất đầy nhà người yêu để tất cho người yêu làm chứ anh không có tiền bỏ ra để thuê người giúp việc. Càng đào sâu thì càng thấy, Tần Tiêu Hiền hóa ra là phú nhị đại dởm. Thực tế, ba anh là người có tiền, rất giàu có, nhưng ba mẹ anh đã ly hôn và giờ Tần Tiêu Hiền ở với mẹ. Quan trọng là ba anh có vợ sau, nếu có con thì việc chia chác tài sản cũng phải suy nghĩ nhiều. Tần Tiêu Hiền thực tế cũng có công ty, nhưng ba cái đã đóng cửa mất hai, còn một đang gồng lỗ sụng sống lưng, gần như mọi thứ đều là bạn gái hỗ trợ. Nhưng như thế còn chưa đủ khi anh vụng trộm thêm với một người khác, và giờ điều không ngờ là hai người họ hợp tác bóc phốt Tần Tiêu Hiền. Giờ đây, anh chàng vẫn là phú nhị đại, nhưng là phú nhị đại bào vì đào mỏ bạn gái quá nhiều.